Tổ chức giáo dục Cochrane Simons QS đã công bố bảng xếp hạng Đại học châu Á năm 2025 với 984 trường. Đáng chú ý tại bảng xếp hạng Đại học châu Á năm 2025, Việt Nam có 17 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này. Như vậy, so với bảng xếp hạng năm 2024, Việt Nam có thêm hai cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách là trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hạng 101 đến 150 và trường Đại học Vinh 851 đến 900. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trường đại học Cần Thơ là trường duy nhất nằm trong bảng xếp hạng này. Các tiêu chí được tổ chức QS sử dụng để xếp hạng các trường đại học gồm kết quả nghiên cứu, tỷ lệ các bài báo khoa học được công bố và trích dẫn, danh tiếng học thuật của nhà trường, trải nghiệm học tập, tỷ lệ sinh viên và giảng viên trong từng khoa, số lượng tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên, mức độ liên kết quốc tế, hoạt động phối hợp nghiên cứu quốc tế, lượng sinh viên quốc tế trao đổi hàng năm, số lượng giảng viên người nước ngoài, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường